Ông nào mấy vàng tươi cho người ta thấy chưa? Trái mở, trái mở, trái mở. Trái, trái, thôi, thôi trái. Trái điện thoại à? Đó, trái đó. Tưởng đâu trái còn lương thì con còn sợ chứ. Điện thoại trái đâu đấy hả? Làm hết hồn tư. Này con này chưa chín. Vàng chút nữa không chín. Vàng chút nữa mới ngon. Bén nè. Quá trời đã mọi người. Đây giật này nha. Con. Ủa hai con luôn rồi. Trời ơi, vàng nín luôn rồi. Ba con luôn. Còn cái này ba con luôn kìa chị. Đây nè mọi người thấy gì chưa? Cái trạo bự. Con này khổng lồ luôn nè. Đây con kia nhỏ hơn chút. Cái này ba con luôn. Ghê trời. Con đang giấu con chiến nè. Quay gì? Mình đang quay nè. Quay làm gì? Này chuẩn bị nhúng lửa than để nướng luôn nha mọi người. Đây luôn mấy mần xong nè. Hai con nhỏ với con bự. Đã chưa? Và cặp gắp nướng vô ha. Hết bài rồi. Nó dốt dốt là hồi bỏ vô mắm là được rồi. Mấy con này sao thấy nhỏ bự vậy? Rồi bữa nay không cho không ạ? À? Không, bữa nay nghỉ vậy đó. Thơm rồi đó. Chưa có chín lần chúa mà. Nóng dữ ta. Nghe nè. Quá đã. Vàng tươi luôn rồi đó. Ông nào mấy vàng tươi cho người ta thấy chưa? Trái mở, trái mở, trái mở. Trái trái thôi, thôi trái. Trái điện thoại à? Đó, trái đó. Tưởng đâu trái còn lương thì con còn sợ chứ. Điện thoại trái đâu đấy hả? Làm hết hồn tư. Này con này chưa chín. Vàng chút nữa không chín. Vàng chút nữa mới ngon. Quá trời đã. Mở chả xèo xèo luôn nghe mùi thơm đó. Nó sức đã. Con nè. Này nướng ngon vậy á. Bữa này nướng không vậy mới ngon. Rồi mình nướng chín chín qua đầu à. Bỏ vô lẩu mắm thôi rồi. Tao mà bén nè. Quá trời đã mọi người. Nó thơm. Rồi sao rồi? Vô. Này ăn được đó, chín chín rồi. Ừ, có đó vậy mới ngon đó. Như nó nhướng chín luôn rồi còn gì đó. Chín rồi. Vô anh lâu rồi quá trời không gặp anh uống anh vô, chơi anh chút.
Khu đi ăn đổi chứ. Khu chín vậy là nó hết ngọt rồi đó. Không. Chín là hết ngon. Hết ngọt. Đúc dốt được. Dài quá vậy. Dài quá, đâu có dũng sĩ diệt mồi à. Hao lắm. Tiếng nhanh rồi làm cắt phần lưỡi á. Không lấy thước rồi tao đo, tao lấy mực rồi. Không có làm biết cái bà Tết rồi. Đang kêu tôi rồi. Sáu này cho ông ba cái đầu là hết no rồi. Mấy bữa luôn á. Ok. Thế tiền bạc cho vậy. Không đúng rồi. Tại vì tôi lẩm kia xong mới được ra trẻ chị Tư. Làm chai thứ hai chưa khui gì để hả? Tôi anh gà lẩm đâu. Gung tay vậy? Làm không không. Vậy. Gà. Nó hồi để nóng rồi lấy rồi khui chứ cái gì đâu. Tôi lấy nhà không nó đánh hoài đóng điện gì trơn. Mới cho mày lại trực tiếp thì nó điện nhà. Quay chơi vậy. 10.000. 10.000. 10.000. 10.000 thì đó làm chi vậy? Quay vài bữa chắc thử thứ năm thứ sáu gì qua nó bữa. Không, nó sâu lắm mà nha. Đâu chứ? Kéo mà làm như lục kia ba. Ông ở ông kiếm hoài rồi sao? Này con nhỏ này chín luôn nè. Chín. Bữa con còn hơi có máu chút.